Lưu Hà Trinh và Hữu Tính xin chào tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng 2018. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như tuần trước chúng ta đã được thưởng thức những phần trình diễn rất đặc sắc đến từ các thí sinh ở bảng A, thì tuần này chúng ta sẽ đến với những thí sinh ở bảng B, vòng giao đấu 2. Và tương tự như cách thức thi của tuần trước, chúng ta sẽ cùng cộng điểm của vòng giao đấu 1 và vòng giao đấu 2 để ra số điểm cuối cùng. Căn cứ vào số điểm này, chúng ta sẽ biết được cặp thí sinh nào có số điểm thấp nhất bảng và tất nhiên sẽ phải dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng có một tin vui, đó là ở mỗi tuần thi chúng ta đều duy trì một giải thưởng, tiết mục ấn tượng do ban giám khảo bình chọn với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tất cả các thí sinh hãy cố lên nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bộ tứ quyền lực của Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2018. Sẽ được chào đón ca sĩ Quang Linh. Xin được giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Minh Vi và ca sĩ Cẩm Ly. Một tràng pháo tay thật lớn cho bộ tứ quyền lực của Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Còn bây giờ xin mời bộ tứ quyền lực sẽ về ghế nóng của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay hết sức là nồng nhiệt để chúc cho tất cả các cặp thi của chúng ta tối nay sẽ có một đêm thi rực lửa và thành công. Cảm ơn lời chúc hết sức là nhiệt tình của Hữu Tính. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi đầu tiên sẽ mở màn trong chương trình ngày hôm nay, vòng giao đấu 2 của bảng B. Hôm nay ngày buồn thảm, tháng bi ai, năm đau khổ, tại tòa án hạnh phúc của chúng tôi tiếp nhận hồ sơ ly hôn số 18 giữa nguyên đơn chị Jennifer Sơn Cà và anh bị đơn Johnny Huy Vũ. Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên tòa. Thôi, vui lắm hả? Hôm nay là phiên xử cũng như là phiên hòa giải cuối cùng. Hai đương sự có còn lời nào để nói với nhau nữa hay không? Tôi không còn lời nào để nói với anh ta nữa. Tôi cũng không còn lời nào để nói với cô ta nữa trơn á. Bây giờ chỉ biết là xin mấy anh ban nhạc làm ơn làm phước cho Johnny xin một chút music để lấy ngẫu hứng cãi lộn với cô ta. Tông son thằng thứ nè, tao của tôi chết đi tôi. Mỗi sáng thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên, sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa, tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tanh. Xuống phố bông thấy thấp thoáng sáng ai vượt qua, cứ ngỡ bông sáng mái tóc ngát thương người xưa. Thì ra mình say nên thương bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Hey!
ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Thân chủ của tôi đâu? Thân chủ của tôi đâu? Trật tự, mời tất cả về chỗ. Đã đến mức này rồi thì tôi khẳng định là hai anh chị không thể nào trở về bên nhau được. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần phân chia tài sản. Tất cả những thứ này rất dễ phân chia, nhưng hai anh chị chỉ có một đứa con chung duy nhất. Mời cháu Johnny Huy Minh. Con trai, cho chú được hỏi, nếu như sau này ba và mẹ của con không còn ở chung với nhau nữa thì con muốn ở chung với ba hay là ở chung với mẹ? Con chỉ muốn ở chung cả hai người mà thôi. Con muốn ba mẹ không cãi nhau nữa, cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi. Vì đã 4 năm rồi con không có được điều đó. Con à, ba xin lỗi con. Ba hứa kể từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm con, chăm sóc con. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng xin lỗi con. Em à, cho anh xin lỗi. Em cũng xin lỗi anh. Johnny. Xíu lên. Johnny. Rồi! Tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Tôi, chánh án, xin tuyên bố hồ sơ ly hôn số 18 không thành. Yeah! Em à, anh sẽ dẫn em và con đi du lịch một tuần luôn. Trời ơi, Minh ơi, mình chuẩn bị đi du lịch rồi. Yeah! Em à, nói nghe nè, sau này dù có bận cỡ nào cũng phải dành thời gian cho gia đình em nha. Anh đừng có bỏ em không? Anh hứa mà, yên tâm nha. Đường nào vào tin đàn ái ân là đường bao nhiêu thơ lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân em. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây là đường vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành sắc bướm để muôn đời mình còn được yêu nhé. Chuyện trăm năm từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước gông xiềng làm mình tính chuyện trăm năm. Bây giờ thì đang đứng đối diện anh là 4 giám khảo của chương trình, anh muốn nghe chia sẻ từ ai trước? Em muốn xin ý kiến của đạo diễn Hoàng Nhật Nam trước, được không ạ? Đây là một cái tiết mục mà anh cảm thấy phấn khích nhất, cả về phần nghe, phần nhìn, và cảm thấy cuốn hút từ đầu cho đến cuối tiết mục. Và anh có cảm nhận như là cái tiết mục này nó giống như một cái bức tranh biếm họa, nó rất là sâu sắc, nó hài hước và nhẹ nhàng lắm. Anh thấy thực sự rất là hài lòng luôn. Kể từ những cái vòng trước nhưng mà đến vòng này
thì các em càng tô đậm tính cách nhân vật của các em hơn nữa. À, những cái không nhìn nhau, nhìn nhau xỉa xói, rồi cái gác chân qua, rồi đi qua đi lại, tất cả mọi thứ đều có sự tính toán vô cùng chi ly, tính toán bằng những cái nhịp điệu về mặt nhảy múa trên sân khấu á, chứ không phải là cái tuyến kịch nữa. Và dàn bao xung quanh cũng là như vậy luôn, tổng thể hài hòa, và anh rất là thích tiết mục này. Chị thích cái thông điệp trong cái tác phẩm này luôn, cái thông điệp rất hay. Mà đôi khi có nhiều người trong xã hội, nhiều khi người ta nhìn lại đi, bởi vì nhiều khi vợ chồng với nhau không có những cái chia sẻ, những cái hiểu lầm nhiều khi chỉ là hiểu lầm, nhưng mà mình nuôi trong lòng lâu quá nó thành một cái vết rạn rất là lớn. Và cái kết của tụi em cũng rất là hay luôn, rất là có hậu. Nói về hát thì hôm nay chị có lời khen với Sơn Ca nhiều hơn. Em hát rất là rõ, chắc phần diễn của em rất là tốt, nó rất tự nhiên. Tự nhiên nó ra đó. Còn Vũ á, không phải là em hát không tốt, nhưng tại vì tụi em đã tốt cho nên là chị có cái sự đòi hỏi hơi cao một tí xíu. Em hát vẫn ok, nhưng giá như Vũ em hát chắc một tí xíu nữa, nảy một tí xíu nữa ở cái hai cái bài đầu, nó sẽ hay hơn. Và chúc cho hai bạn sẽ còn có những bất ngờ, những ấn tượng, những màu sắc khác trong các vòng tiếp theo. Khu Huy Vũ và Sơn Ca, thưa quý vị. Trời ơi, làm cái giải xì mà đầu quay cuồng cuộn á trời. Phải ráng lết về tới ngôi nhà của mình nữa để... Ôi mừng quá, tới nhà rồi. Vì nhà cửa và trong quê trong quốc à. Vợ ơi, kéo anh vô vợ. Đầu đầu quá. Ôi nó gặp gần, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bền bồng, nó bồng bền, xiên đời chẳng quên được màu. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Cho nó bập bệnh, nó bập bệnh, chuyện đời chẳng xui được ta. Khi đất cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Em ơi, anh đâu có sai, phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua anh nhảy xuống ao, anh tắm dưới ao là ao cá dồ. Gặp gần khổ cái đời tôi, bền bồng thấy mà mê. Nghiêng qua bước dài bước ngắn, chán chê ôi vợ cái mà là vợ. Em ơi anh không có sai nha, phải rồi anh không có sai. Hôm qua anh bám gốc cây, ngủ dưới gốc tre ở nơi công làng. Rượu nồng chỉ dài ly, nhịp nhàng để mà phê. Rồi đây chứng nào tật này, thôi anh xin chừa cái mà là chưa. Trời ơi, ồn quá vậy hả? Cái gì mà ồn không để ai ngủ vậy hả? Nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bồng bền, rồi muôn sẽ quên được màu. Vô, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Nó bập bềnh, sầu muộn sẽ quên được thôi. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Bạn ơi, anh Tư, anh Tám, anh Bảy, nhậu xong bỏ tôi bất tiêu hết trơn vậy. Mày là thằng nào? Tôi á, tôi là năm quán chồng bà nè. Bà nhậu hả?
Nè tôi nói cho ông biết, tôi đang ngủ trong căn biệt thự hoa hồng êm đềm này, ông về ông la làm tôi thức giấc là tôi quế quế với ông rồi. Mà tôi nói ủa đâu mất tiêu rồi. Ủa bà kêu cái gì? Ông giấu tôi đúng không? Giấu cái gì? Ghệ. 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 Là bộ bà hả? Bà kêu con ghệ bà ra đây. Ghệ ra đây. Tôi đâu biết nó ở đâu đâu. Đâu đâu rồi, bước ra. Trời ơi, ồn quá. Chị Tư, tao quế hai vợ chồng. Tao ngủ trong này giờ chồng mày về phá ồn quá. Thôi tao đi về ngủ cho nó an toàn. Tư, ở lại nhậu với em chứ về bên mình sao Tư? Mà ồn ào quá. Khoan đã, về trời. Trời ơi, bỏ em đây em nhậu mình, tao nói em khùng sao Tư? Bà này chơi kỳ quá. Rồi tao về tới nhà tao gọi nghe. Rồi chúc chúc Tư ngủ ngon. Ngủ ngon nha, mơ đẹp. Bà. Vậy bữa nay bà đặt nhậu nữa hả? Bình thường. Tại sao bà nhậu? Ông hỏi tôi hả? Câu này á, tôi hỏi ông mới đúng nè. Gần một tháng nay ông làm cái gì mà ông nhậu say xỉn? Sáng đi sớm tối khuya mới về. Về thì xỉn quá thì xỉn luôn. Tại tôi buồn. Ông buồn cái gì? Tôi buồn vì mấy con cá nó chết nè. Rồi tôi buồn vì làm ăn thất bại nè. Rồi tôi buồn nhà mình nghèo nên tôi đi nhậu. Anh nói sao? Anh nhậu để cho hết buồn đúng không? Nhậu để cho hết nghèo đúng không? Được. Được rồi. Anh bước qua đây. Anh bà làm đây. Cái gì vậy bà? Anh ngồi xuống. Thôi đi. Ngồi xuống cho tôi. Bà bình tĩnh. Anh ngồi xuống. Anh muốn nhậu đúng không? Nè, anh uống đi. Anh uống đi. Uống đi. Được, anh không uống thì tôi uống. Thôi được rồi, bà đừng uống nữa. Anh nhậu đi, anh thích nhậu lắm mà. Anh nhậu cho mấy con cá nó sống dậy. Anh nhậu cho ngôi nhà này trở nên giàu sang. Anh nhậu cho nhà này tan hoang, cho nó đào vừa lòng anh đi. Anh không có thương vợ con anh mà. Vợ ơi, anh bắt đến, nhưng tại vì anh buồn, vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu từ lúc tôi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa chọn ân ai nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như chồng. Vì đôi ta lỡ làng trên vùng ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Thôi anh hiểu hết rồi mình ơi, anh hứa anh sẽ không đi nhậu nhiều nữa nè, anh sẽ cố gắng làm ăn nuôi cho con nuôi vợ. Giờ tha lỗi cho anh nha. Nói được là làm được đó nha. Mà em nói anh nghe nè, phải ráng làm ăn đi, không mất kèo này mình bày kèo khác. Chứ bây giờ nhà mình á đông hơn rồi đó. Ủa, nhà mình ba đứa con với hai vợ chồng mình đâu ra đâu? Không, còn một đứa nữa. Ở đâu? Đây nè. Mình có bầu thì hả? Dạ thiệt. Mừng quá. Có nghe con đi anh. Ủa trời, trời, nó đá anh trời. Xạo ghê không? Ê, tụt. Dạ nghe không nghe. Ngủ. À, mà sao giờ có bầu mà lại đi nhậu? Tôi xui đó. Vợ chồng với nhau có gì nói với nhau một tiếng.
tâm sự với nhau một tiếng. Trời ơi, nãy giờ nói chứ nó đâu có nhậu đâu, mình tôi nhậu thôi à. Nó, người nó mùi rượu là tôi rưới lên cho nó đó. Rồi bây giờ hai vợ chồng về chưa? Dạ rồi. Vui chưa? Vui. Mới có con đúng không? Dạ. Nhậu đi. Nữa hả? Coi chừng té đó Tư, cẩn thận đó. Chúc mừng Lê Trang và Thanh Vinh. Vâng, và trình diễn vừa rồi đương nhiên là sẽ không thể nào mà đạt được cái thành công như mong đợi nếu như không có phần hỗ trợ của diễn viên Ngọc Hoa. Xin cảm ơn diễn viên Ngọc Hoa. Và bây giờ xin mời Lê Trang và Thanh Vinh sẽ nắng lại sân khấu để cùng nghe nhận xét của ban giám khảo nha. Không biết là bạn sẽ muốn nghe lời nhận xét của giám khảo nào trước? Anh Quang Linh đi. Đầu tiên là về phần hát. Thứ nhất là Vinh, trước quan điểm của anh rất thích những ca sĩ hát đúng nhịp nhá. Nhưng mà riêng cái bài vừa rồi em lại bị đúng nhịp quá. Thế là nó mất đi độ của người say. Say ta chả đúng nhịp thế đâu. Em phải nảy lên một tí nữa. Ví dụ sẽ có câu em đúng nhịp mà câu sau em phải lơi ra một tí. Thì như đúng là tôi đang say, ví dụ thế. Với những người khác thế nào thì anh không biết. Nhưng riêng anh thấy từ kịch bản cho đến các cái thoại, cho đến cách hát đối đáp của hai em, nó rất là chặt. Cái tiết mục vừa rồi thực sự là hai bạn chiêu đãi cho khán giả. Tức là hai cái phần. Phần đầu giống như là những cái thanh âm của những người say, giống như là túy ca vậy đó. Nó rất là thú vị, nó có cái gì đó tiếu táo, đời. Và dĩ nhiên là có thêm một vài cái câu lơi nữa như ý anh Quang Linh nữa, thì nó sẽ chân thực hơn nữa. Đó, và đúng là cái trong tiết mục này á, từ say đến tỉnh, rồi từ hài đến bi, nó chỉ là trong một cái ranh giới mỏng thôi. Và nó cũng giống như trong cuộc đời, trong từng cái thân phận đó, thì anh thấy là nó cũng có những cái thông điệp nó dễ thương. Và cái phần diễn của hai em á, anh rất là thích. Anh thấy là mọi thứ nó diễn ra vô cùng là tự nhiên và nó rất là đáng yêu luôn. Chúc mừng tiết mục này. Rồi, xin cảm ơn những lời khen có cánh từ ban giám khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thiệt tình à, ở nhà có hai cha con mà riết tôi không biết tôi là cha hay là con của nó nữa. Suốt ngày nó tặng đồ chơi con nít hoài ha. Mà thường bữa tặng này kia coi cũng vui, còn này tặng là con chó làm được cái gì? Đồ chó dởm. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, con chửi mày cái là mày biết trả lời hả? Nói nghe nè, bây giờ á thử mà mày kêu cho ông nghe cái là thưa ba con đi làm mới về chắc tao xỉu ngang à. Thưa ba đi làm mới về. Ba. Trời đất ơi, giỡn cho ba tí xíu mà. Trời ơi, con hả? Vậy mà ba con tưởng đâu là con chó này nó kêu ba không à? Ba hỏi thiệt nha, làm gì mà trong một tuần nay á bay cứ tặng đồ chơi cho ba hoài à? Thật ra thì cái tuần lễ này nè, con đi làm con thấy ba ở nhà buồn à, con muốn đổi món cho ba vui. À, mà hình như hôm nay ba có gì buồn buồn đúng không? Không có gì đâu con. Tại người già họ hay suy nghĩ tùm lum tá lả vậy đó, không có gì đâu. Con thấy ba có chuyện gì buồn đâu, ba nói con nghe thử coi nè. Ba muốn hỏi con là có bao giờ con có ý định đi tìm má của con không? Từ lúc lớn tới giờ con ở bên đây với ba luôn, con đâu có biết được mặt má như thế nào đâu. Hỏi ba thì ba nói là má con sinh con ra xong là má mất luôn. Thật ra má của con vẫn còn sống. Bà nói sao? Tại sao từ đó tới giờ ba lại giấu con, ba không cho con biết má đâu? Má đâu ba? Con bình tĩnh đi. Ba xin lỗi con mà, ba có nỗi khổ riêng con ơi. Long ơi, bây giờ con phải về Việt Nam, con phải về quê hương của con phải tìm má của con. Đi đi con, đi đi. Khoan đã, đây nè, đây, đây. Tấm hình này là má của con. Đi tìm má đi con, đi đi. Thank you.
cả cuộc đời mẹ dành cho con là chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành nợ suốt đời một lời ta ơn cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió dù dòng tố cuộc đời vòng tay mẹ chở che khẽ vô về để thấy lòng nhẹ nhàng bình yên mẹ dành hết tuổi xuân vì con mẹ dành những trong lo tháng ngày mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy chẳng thể bay lời mẹ xưa. Đây nè, đây nè, đây nè, bận vô con, bận vô. Lòng, đi đi, đi về tìm má của con. Đây nữa, con hãy cầm lá thư này về nói với má của con là ba gửi cho má con. Và tuyệt nhiên con không được quyền mở ra trước khi gặp má của con. Nhớ nghe không con? Đi đi con. Cô ơi, cho con hỏi đây có phải là nhà cô Bảy Lan không cô? Ủa mà cậu tìm ai? Con tìm cô Bảy Lan. Cô Bảy Lan hả? Dạ. Tôi là Bảy Lan nè. Mà cậu tìm cô có chuyện gì không? Thôi đi 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 vô nhà đi rồi nói nha. Đâu rồi? Dạ dạ con đây. Ngồi đi cậu. Ngồi đi. Ủa cô mà hình như cô ở đây có mình nên hay sao cô? Tôi á, tôi có thằng con trai, nó tên là Long. Nhưng mà năm mà đã 3 tuổi á thì gia đình chồng tôi đòi đi nước ngoài định cư. Nhưng mà tôi á thì không có chịu. Bởi vì lúc đó mẹ tôi bệnh nặng lắm, tôi muốn ở lại chăm sóc cho bà, đợi khỏe một chút rồi hai vợ chồng tính sao. Vậy đó. Rồi cái hai vợ chồng cãi nhau, xong cái một đêm mưa ổng bồng con tôi đi đâu mất tiêu luôn. Mà người ta nói
tôi cũng không biết ổng đi đâu nữa. Đời đâu tầm tuần sau mẹ tôi cũng mất luôn. Rồi ngày nào tôi cũng khóc, khóc hoài, khóc hoài. Rồi đến một ngày khi mà tôi mở mắt ra thì tôi không còn thấy được cái gì nữa hết á. Và tôi nhớ nó là, tôi nhớ nhất là nó có một ruồi ở bên tay trái này. Rồi từ ngày mà ông bồng nó đi đến giờ tôi không biết là như thế nào nữa. Má, con là Long nè má. Má ơi, con đừng làm mọi người cứ gạt tôi. Mấy đứa nhỏ nghe nào nó nghe, nó má không nhận tôi là má. Má ơi, con đừng có nghe tôi kể rồi con nhận con làm tôi thôi là sao. Má ơi, con là con của ông Tư Cải nè má. Má, má ơi, má nhớ cái nút ruồi này không? Má, đây nè má. Má, tôi xin lỗi má. Tại sao bây giờ con phải về đây má? Con xin lỗi má. Gì? Ba, bây giờ ba mới nói cho con biết là má còn sống. Con mới đi tìm má, mong má tha lỗi cho con. Má, ông già, ông già, con về là được rồi. Mà ba của con đâu? Ba con đâu rồi? Ba có gửi cho má một cái lá thư. Đợi con tí. Đây nè má. Đọc cho má nghe đi con. Gửi bà Lan, tôi xin lỗi bà, vì ngày trước tôi đã bỏ bà ở lại một mình. Tôi cứ nghĩ tôi đưa con qua đây, tôi sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng thật ra tôi sai rồi. Suốt 20 năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong dằn vặt đau khổ, không một đêm nào tôi ngủ yên được. Và tôi cũng không biết cách nào để nói cho con hiểu. Và cho đến ngày hôm nay, bác sĩ nói với tôi là tôi bị ung thư xương thời kỳ cuối. Chắc là tôi cũng không có sống được bao lâu nữa đâu. Đó chắc cũng là những gì mà tôi đã gây ra lỗi lầm với bà. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Long ơi, con hãy thay ba chăm sóc và yêu thương má. Tôi xin lỗi bà. Dù sông tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau. Đem con đi thênh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, non đời tròn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển
Xin chúc mừng tiết mục của ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Triệu Long và đặc biệt là phần hỗ trợ của diễn viên Trường Khanh. Cảm ơn bạn. Có lẽ là do cả hai mình truyền cảm hứng cho nhau như vậy mà những cái cảm xúc sau khi thoát ra khỏi nhân vật rồi thì nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn rơi. Đầu tiên xin mời ca sĩ Cẩm Ly ạ. Ở đây thì hôm nay phải có cái lời khen cho Lan rất nhiều. Khi Lan diễn mà nãy Ly thấy là Lan nhập tâm từ ở những câu hát đầu luôn. Cái sự mềm mại trong cái bài hát Lan có hết, cảm xúc cũng có. Nhưng mà lúc đầu chỉ là cái cảm xúc trong ca khúc thôi. Nhưng mà khi bắt đầu Lan diễn từ từ thì nó càng dâng cao lên nhiều. Và những cái nức của Lan, những cái khóc của Lan, Ly thấy là Lan diễn rất rất là tốt luôn. Còn nói về Long, Long gặp rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ trong cái kịch bản này của mình. Chẳng hạn như là cái lá thư đó đó. Bởi vì nhiều khi mình không kỹ, mình để cái áo nhiều túi quá, tìm nát tan, Ly tưởng là không có cái lá thư đó, là không biết xử trí như thế nào, mà cuối cùng lại tìm được. Cái đó là trong kịch bản hay là tại vì mình để đâu mình không nhớ luôn? Nó nằm ở trong cái ống tay chứ không phải là trong cái túi, cho nên em tìm trong mấy cái túi hoài mà không thấy. Thì bởi vì cái đó là một cái tai nạn đó. Tại vì chị thấy em lục từ đầu luôn. Và em có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Tại vì cái kịch bản của mình, cái bài hát của mình nó hay, thì mình cố gắng mình để cho đừng có những cái hạt sạn. Cô Lan không thấy em nhưng em thấy mẹ. Em biết mẹ, chị biết là em đang phân tâm, nhưng mà em không thể lắp cầm cái áo lên em lục sục hoài lúc mà cô Lan có nói chuyện. Những cái tích tắc đó nó làm cái cảm xúc của em nó không có đầy. Thì nói anh cũng phải nói luôn, có chút xíu chi tiết. Không có người con nào mà khi mẹ kể tới cái nước đó rồi đó, là kể con tôi vậy, tại sao tôi vậy, tại sao đôi mắt tôi mù. Là người con ngồi đó chỉ nước mắt vàng vụa rồi, không thể nào mà ngồi im. Dạ con ngồi đây, con ngồi đây. Để ý chút xíu đó thôi. Nhưng mà ở đây anh thông cảm một chỗ là tụi em mới bắt đầu diễn xuất để cùng nhập vào cuộc chơi. Còn một chi tiết nữa, anh không thích Lan hát câu cuối. Cái chỗ đó nó rất là đã, là Long cất vào cái câu là dù giông tố đã qua, thí dụ như thế, Lan đừng có bè vô một cái. Cái chỗ đó anh không cần. Chỗ đó người ta đâu còn chấm cái bè nữa. Người ta chỉ đang cần cảm xúc chứ không cần cái bè. Rút kinh nghiệm anh cho đó thôi. Rồi, chúc mừng tiết mục của hai bạn. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn những đánh giá chuyên môn của nhạc sĩ Minh Vi ạ. Và chúc cho Thanh Lan, Triệu Long chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những lời khen và những tràng pháo tay của khán giả trong những nỗ lực tiếp theo của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng nhé. Cảm ơn các bạn về tiết mục này. Ôi, anh Sơn, anh đưa em đi đâu vậy? Em cứ từ từ, đi cẩn thận nha. Anh muốn dành bất ngờ này cho em mà. Thôi đi, anh bất ngờ gì mà anh bịt mắt em giống như là bị bắt cóc vậy đó. Anh bắt cóc em lâu rồi bây giờ mới hay hả? Anh này. Chuẩn bị nha. Dạ. 1 2 3 tăng 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 tăng. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho sinh nhật của Hồng Trang. Dạ rồi xong, mình về đi anh. Khoan, trời, làm gì mà về sớm vậy? Ở lại đây còn một tiết mục rất đặc biệt. Đó là một món quà cũng rất đặc biệt của Sơn dành cho em. Gì anh? Biết rồi. Gì vậy? Kêu. Gì vậy? Mẹ bún kêu ngon lành. Quà đâu? Quên. Tụi họ biết bún mà bún quá trời luôn rồi. Quà sinh nhật anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi, trao nhẫn rồi còn nói gì đi. Nè Sơn, nói gì đi, nói tình tứ vô. Có đâu mà thời hát đi. Ra về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo đường đời. Gió đầu non, gió lòng đầu gầy. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Gió, gió về là về miền xuôi. Anh đưa em nước lớn nước rộng.
để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi, đó vẫn đưa em ngược xuôi. Thôi đi, anh đừng có xạo. Anh nói là anh đưa em đi ngược đi xuôi. Vậy mà con người ha, bỏ người ta ở nhà đi công tác hoài. Không có đâu. Em lúc nào cũng là số 1 của anh hết trơn. Ơi, lãng mạn quá đi. Nhưng mà Trang có biết không Trang? Hôm nay anh Sơn đã bao cả cái quán này là vì Trang. Và cái quán hôm nay cũng có một tiết mục đặc biệt dành tặng cho Trang. Cảm ơn, tôi không nhận được không? Phải nhận. Ok nhận. Và để mở đầu chương trình là một giọng hát tươi trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai, nhìn là muốn ăn ngay. Nhìn là thích ngay. Từ ca sĩ Quỳnh thật thà. Quỳnh Thật xin kính chào quý vị. Tôi nể ông thiệt nha. Vợ lớn vợ nhỏ gì đâu mà thuận quả trơn à. Bữa nào chia tôi miếng bí kíp nha. Nghe vô. Đôi khi trời nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào ngày nào. Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Em có bề nào ai đó vậy? Trời hát hay quá trời luôn. Hay gì mà hay? Buồn hiu à. Buồn. Ơi sinh nhật mà buồn quá à. Chơi nhạc sôi động lên đi, vui lên. À nhạc sôi động lên. Chơi đi. Go. Woo. Hát luôn. Cái gì vậy? Buồn tôi ra đi. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Anh Thần, buồn tôi ra. Đi anh ra. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đi đâu? Đi ra. Đi đâu? Đi về. Về đâu? Về quê. Quê nào? Quê của tụi mình. Tôi không có quê hương gì hết trơn á. Tôi là ở đây. Cuộc sống tôi ở đây. Bây giờ là tôi ở đây. Còn tương lai của em thì sao? Tôi với anh hết rồi. Anh đi đi. Trang à, bỏ hết đi em. Mình sẽ về quê. Mình làm lại từ đầu. Anh hứa, anh sẽ đi làm. Anh làm ngày, anh làm đêm, anh làm tất cả mọi thứ để lo cho tương lai của chúng ta. Còn số nợ của ba má em thì sao? Anh sẽ trả. Anh trả tới khi nào? Một năm, hai năm, hay ba năm? Trả cả cuộc đời của anh cũng không bao giờ hết số nợ đó đâu. Anh đi đi. Trang à, em định làm bé người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Em chấp nhận. Anh thật à, đời này em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không muốn mình là gánh nặng thêm cho anh nữa. Còn chuyện tình của thằng Thật và con Thà năm xưa, anh xem như là con Thà nó chết rồi. We'll be right back.
lại bên nhau. Nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào. Sao cuộc đời tựa chiếm bao hết những ước mơ. Lệ tuôn rơi nhỏ đêm dài vương thương nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngàn trái, để mình ai đắng cay. Em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu ta không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu. Bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu. Bây giờ trả lại chẳng sao. Trong không khí rôm rã này thì thấy có anh Linh anh suy tư quá. Dạ có điều chi ạ? À? Đây là một trong những cái điều mà không phải lần đầu tiên anh nói với hai bạn này, hầu như gặp lần nào cũng nói hết á. À, mà hai bạn này rất là e ấp, ngại, chỉ là đứng hát thôi, chứ diễn xuất thì rất là sợ. Nhưng mà hôm nay hai em thực ra là còn rất là nhiều chỗ để bàn. Nhưng mà anh ghi nhận rõ ràng là sự cố gắng của cả hai em. Và anh thấy tại em cứ sợ vậy thôi chứ anh thấy là diễn được cơ mà. Thậm chí là có một vài chỗ anh thấy khá là tốt là đằng khác. Và anh nghĩ cứ đà thế rồi các em cố gắng lên đi. Các em vừa trải nghiệm qua một điều mà em thấy rất là thích mà. Thì anh mong là cứ đà thế này hai em cố gắng tiến lên nhá. Chị cũng có cảm nhận giống như anh Linh vậy đó. Có lẽ là tụi em mới nên cái sự vụng về này phải chấp nhận là phải có rồi. Mà tụi em chịu thử sức mình, chịu tháo hai cái nẹp ra là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt có lời khen đối với Thật, lúc em đứng đây em diễn, em có cái diễn biến tâm lý đi từng cái bậc thang lên để mà em bung cái câu cuối cùng mà em la như thế. Cái chỗ đó một cái sợ là gọi là chị dùng từ đột phá đối với một người mà như hình Thật. Anh đi đi. Trang à, em định làm bé người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Còn Sơn thì thôi, anh ấy đi như một đại gia, diễn chơi lắm, đi rất là kênh kiệu lên. Nói chung là hôm nay tụi em tiến bộ rất nhiều về cái phần đó, tuy nó còn vụng về nhưng mà chú ý kỹ hơn. Tại vì nhiều khi mình tập trung vào diễn đó, mình chưa có quen, mình bị phân tâm. Cho nên là cái hát của mình á, nó tròn nhưng nó chưa được sắc nét. Ok, chúc mừng tiết mục. Dân xin được cảm ơn những lời nhận xét rất là quý báu từ quý ban giám khảo. Xin cảm ơn ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Quỳnh Thật. Bé Hai. Ây da, ôi chà. Anh có sao không? Anh không sao. Bé Hai chờ anh có lâu không? Chờ lâu muốn chết luôn vậy. Anh xin lỗi. Tranh thủ để dành tiền cưới người ta đi, chứ để thiên hạ dèm pha hoài coi sao được. Thiệt á, có gì chắc em chết luôn á. Khổ quá. Thân anh á thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang rày đây mai đó, tới cuộc đất chọi chim á anh còn không có nữa. Đã vậy đó nè, em coi nè, cái chân thì bên chấm bên phẩy vậy, ai mà thèm ưng. Bé Hai à, nếu mà không có em á, anh không biết làm sao nữa. Đừng có thấy nịnh tôi vậy, tôi tha cho nha. Lần này là phải dẫn em đi theo á, chứ mấy lần trước em đưa mấy nhỏ đó cho anh dắt qua bên kia, biết nửa đường anh có làm ui gì đó. Đâu. Ừ, thì em muốn đi thì anh dắt em đi. Nhưng mà anh nói trước nha. Sao? Qua bệnh khổ lắm á. Trời, em đâu có sợ. Quỷ mà. Ê, kỳ cục quá à. Trời ơi, cái tướng kìa, nó cưng hết sức rồi trời. Anh chờ em chút xíu nha. Ừ. Em vô em lấy cái giỏ, em soạn đồ. Em đi với anh nha. Anh biết rồi. Ủa bé Hai ơi. Bé Hai. Dạ. Bé Hai.
Ủa làm gì soạn đồ bỏ trong cái giỏ đi đâu vậy con? Dạ con đi mừng ăn. Con ơi con, thất đức lắm đó con. Con không làm nghề này con biết con làm gì. Rồi tiền đâu con nuôi gia đình mình, rồi tiền đâu con lo cho má bệnh. Má biết, má biết con vì em, vì má, vì gia đình này. Nhưng mà con ơi, thất đức lắm con ơi. Má à, má yên tâm đi. Để đợt này á, con với bé Hai qua bệnh á, xong rồi tụi con sẽ về quê làm đám cưới thật là linh đình luôn. Tới lúc đó má muốn tụi con làm gì á, tụi con đều chiều theo ý má nha. Con ơi, làm dạ. một lần này thôi nha con. Một dạ. lần cuối cùng nha dạ. Rồi làm đám cưới nha con dạ. Má mừng lắm, má mừng lắm con. Thôi, ông mà mấy hôm trước má thấy con đi con mình, bữa nay mắc mớ gì dẫn bé Hai đi vậy con? Kìa má, má lại hỏi nữa rồi. Thì con với ảnh trước sau gì cũng là vợ chồng, nên bây giờ đi qua bên đó kết hợp du lịch. Người ta nói là đi tuần trăng mật trước khi đám cưới á má. Con nói cái gì vậy bé Hai? Ủa, mén đâu ta? Chị bé Hai ơi, chị bé Hai. Chị nghe nè. Chị, em chờ ngoài này lâu quá nè. Chị ra liền. Má, má thấy không? Con bán tụi nó mà nó còn nôn hơn con nữa đó. Trời ơi, má lo lắm con ơi. Cẩn thận nha con. Con đi nha bác. Thôi đi đi anh, lẹ lẹ đi, con nén nó chờ kìa. Nó nói gì nữa kìa? Gì nữa kìa? Nó muốn hát với em một bài rồi đi đó. Không có con, ý em nó nói là muốn nghe giống như mấy bữa mà hai đứa bay karaoke cho nó nghe đó. Thôi tranh thủ hát cho dạ. em đó ông bà. Ủa, để con hát đi em. Dạ thì để con hát. Dạ. Cưng lắm nói hát đó nha. Đi nhanh em ơi. Em biết rồi, chờ em chút xíu đi. Đi nha, anh chờ đó. Má lại, vài bữa con về nha má. Cẩn thận nha con. Đi nha. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng, cha xót và buồn trong, thương con khờ lạc bên ra sao. Hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào, bao nỗi buồn mơn mông chỉ xa rời quê. Phải đẹp lắm chứ. Cái gì mà đồng khô cỏ trái nắng. Trời ơi nắng quá trời. Trời ơi. Thì anh đã nói trước với em rồi đó. Mà em muốn nghe anh đâu. Tới chưa anh chị đi. Đường gì mà xa quá rồi. Vậy nè. Thôi giờ anh tới chưa tới vậy chưa. Cái gì mà mày sàng qua vậy. Mày đứng ghế chồng tao đi qua. Thôi giờ vậy nè. Bé Hai á, dân mén qua đây anh chị nè. Qua đây. Em đi thẳng đó là tới ở nhà đó. Rồi tới đó hai chị em vô đó nghỉ ngơi đi.
anh ở đây đợi chỗ chút xíu rồi anh về liền nha. Thôi đi đi. Đi vô, đứng sàn này sàn ra, tính hốt chồng ta hay gì á. Dạ tôi chào ông. Wow. Dạ em chào ông chủ. Dạ. Hôm nay chú em mày để anh chờ hơi lâu á. Dạ em xin lỗi ông chủ nhiều. Dạ. Nè. Đếm đi. Dạ dạ. Ủa ông chủ, sao đợt này nhiều vậy ông chủ? Bộ ông chủ lên giá cho em hả? Lần này tao thấy hai đứa, tao đưa gấp đôi, phần còn lại á tao thưởng cho chú em. Ông chủ vô tính quá. Anh ơi đâu rồi? Anh ơi. Anh nè. Nói nghe nè. Sao? Ở đây mấy bữa rồi chán quá. Chứ không có cảnh trí gì đẹp hết. Mà công việc cũng xong rồi, thôi mình đi về đi anh. Em ráng ở đây chờ anh vài hôm nữa nha. Anh còn một số công chuyện á chưa giải quyết xong nữa. Để anh qua tỉnh kế bên á, anh giải quyết cho nhanh nhanh rồi anh về, anh đón em về hen. Thôi thì giờ anh đi thì anh đi. Nhưng mà nói nghe nè. Sao? Em nhớ nhà quá. Không ấy, bây giờ anh hát lại cho em nghe cái bài bữa thằng Út nó nhờ anh hát được không? Trời ơi, giờ mà còn hát hò gì nữa em. Chứ em nhớ má, em nhớ thằng Út quá. Được rồi, được rồi. Coi như anh chịu em, hồi nín, anh thương nha. Chắc giờ này má trông em dữ lắm. Còn thằng Út nữa, thế nào nó cũng nói chỉ xa rời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về, cha xót và buồn trong thương con khờ lạc bên ra sao. Nơi xưa là miền xa luôn á, mình đi về đi anh. Rồi rồi. Đi về đi, em nhớ nhà quá. Được, được rồi, được rồi. Mình về quê đi anh. Đi vô đây với anh nè. Ông chủ. Ông chủ ơi, ông lộn người đó, ông buông tôi ra coi. Trời đất ơi. Gì vậy? Mày có im không? Buông ra. Trời ơi. Ông chủ. Quay. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ông chủ. Em ơi. Em. Ông chủ, ông chủ. Cảm ơn ông chủ nhiều nha. Trời ơi, khỏe. Ta nói mình không vì mình á thì trời tru đất diệt. Em ở đó chơi vui nha em. Anh về trước à. Ủa mà quên, trước giờ mình đâu có bị què đâu trời. Thôi đi à. Ở đó cho vui nha em đi à. Trời ơi, ông tha giùm tôi đi. Ông chủ ơi. Anh Hương ơi. Anh Hương. Tại sao anh gạt tôi? Má. Má ơi, con không nghe lời má, con sai rồi. Ông ơi, hai có lỗi với em. Bé Hai ơi, sao con nói con đi với má mấy bữa con về, mà sao lâu quá con không về với má vậy hả bé Hai? Má ơi, má. Bé Hai. Ai hát ly sâm thương mà sao lòng nghe thương quá. Nơi đất khách quê xa chợt lòng bao xót xa. Ngày xa rời mi
chẳng mong sẽ bao quay về. Ai phép được lắng nghe đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái cấu tứ của cái kịch bản này á, nó mang đến cho anh cái sự bất ngờ và anh không có đoán được. Và cái thông điệp mà của cái tiết mục này á, thì nó mang cái tính thời sự. Nó không chỉ nói đến cái vấn nạn là buôn bán người qua biên giới, mà trong đó nó còn đề cập đến những cái triết lý, đó là quả báo nhãn tiền. Thì đó là một cái điều mà anh thấy nó mang đến một cái thông điệp thực sự là nhức nhối. Anh cảm thấy cái cảm xúc của mình trong tiết mục vừa rồi nó rất là đong đầy, đặc biệt là cái đoạn cuối lúc bạn Tiến đứng trên cầu hát ra những cái lời như vậy, thì anh mới nhận ra một cái thông điệp, đó là cái sự khuyết tật về mặt thể xác, về mặt cơ thể nó không đáng sợ bằng sự khuyết tật về mặt tâm hồn. Lúc đó một con người mà có tâm hồn bị khuyết tật với cái lương tâm mà bán cho quỷ rồi, gọi là không màng đến chữ đức, chữ hạnh là gì nữa hết, thì nó sẽ rất là ghê sợ hơn rất là nhiều. Đó thì thật sự là chúc mừng hai bạn với cái tiết mục này. Giá như thôi, cái chỗ mà tiền đi ra, em hy sinh bớt cái áo, rách bớt, rách cái tay áo hay rách cái gì đó, thì nó sẽ mạnh hơn cái hình ảnh của em. Mà hơn, em bị chút xíu, vì cái cột hơi của em vững, em hát chắc, hay, nhưng anh không thích cái rung đuôi của em quá dài. Dư quá. Nó không phải là không hay nhưng mà nó bị lố. Còn ngược lại Tuyền, Tuyền hát có tính cách nhân vật trong bài hát. Nhìn chung đây một tiết mục của em làm có cảm xúc và nhiều cái bất ngờ. Chỉ với một cái chiếc cầu tượng trưng cho biên giới của hai bên mà tụi em diễn được cái cảm xúc đó và để cái vở òa tới cái cuối cùng luôn. Vẫn là một tiết mục rất là đáng xem. Năm cặp thí sinh của bảng B cũng đã vừa trưng trổ hết tất cả các sắc màu, cá tính riêng và phong cách của họ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Kính thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón lại 5 cặp thí sinh của bảng B. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe kết quả. Tiết mục nào đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng ban giám khảo? Chúng tôi xin mời đại diện ban giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly sẽ cùng công bố. Và tiết mục ấn tượng của đêm nay sẽ được trao cho cặp đôi... Bé Tuyền và Văn Hương. Xin được chúc mừng cặp diễn viên Tuyền Mập và ca sĩ Văn Hương. Và xin mời đại diện ban giám khảo sẽ cùng lên trao giải thưởng ấn tượng trị giá 20 triệu đồng cho cặp đôi xuất sắc của đêm nay. Một lần nữa xin chúc mừng ca sĩ Văn Hương và diễn viên Tuyền Mập. Một tiết mục rất thú vị và xứng đáng với giải thưởng. Xin cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đêm giao đấu 2. Và thưa các bạn thí sinh, kết quả của đêm giao đấu 2 này sẽ được cộng với kết quả của đêm giao đấu 1 tuần trước. Và căn cứ vào số điểm cuối cùng này, chúng ta sẽ quyết định cặp đôi có số điểm thấp nhất bảng B. Và đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải nói lời chia tay với chương trình. Chúng tôi xin được phép công bố số điểm của đội đã ghi được tổng điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Với số điểm vòng 2 của các bạn ghi được là 39 điểm. Và tổng điểm cho cả hai đêm, hai bạn ghi được 78 điểm. Số điểm này thuộc về Sơn Ca và Khưu Huy Vũ. Xin chúc mừng. Chúc mừng các bạn đã đạt được số điểm cao nhất. Các bạn đã an toàn. Xin chúc mừng. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được công bố đội theo sát số điểm của đội Sơ Ca và Khưu Huy Vũ. Số điểm vòng 2 các bạn ghi được trong đêm nay là 38 điểm. Tổng điểm 2 vòng của các bạn ghi được 76,25. Xin được
chúc mừng đội của diễn viên Lê Trang và ca sĩ Thanh Vinh. Và đồng vị trí với các bạn, theo sát với số điểm tổng là 76,25 điểm. Với số điểm của vòng giao đấu 2 cụ thể là 38,25. Đó là diễn viên Tuyền Mộc và ca sĩ Văn Hương. Xin chúc mừng ba cặp đôi đã an toàn trong vòng giao đấu 2. Vậy là chúng ta chỉ còn lại hai cặp đôi trên sân khấu. Chúng tôi xin được chúc mừng đội ở lại trong tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Đó chính là ca sĩ Triệu Long và ca sĩ Thanh Lan. Xin chúc mừng các bạn đã an toàn, và điều này đồng nghĩa với việc rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật. Số điểm của các bạn tổng điểm trong vòng này là 73,25, với số điểm cụ thể của vòng giao đấu 2 là 37 điểm. Và hy vọng là các bạn sẽ nhớ về chương trình với thật nhiều những ấn tượng đẹp, đặc biệt là đêm nay nhé. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật trong vòng Lội Ngược Dòng. Xin mời ban giám khảo sẽ cùng chia vui cùng tất cả các thí sinh trong vòng an toàn và gửi một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng năm 2018, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.